Chào anh em nhé. Thì như nhiều video trước mình cũng nói là cái game Đấu La Đại Lục này, nếu mà nó ra thì mình sẽ chơi và review lại cho anh em. Thì không dài dòng nữa thì chúng ta đi cái khâu review, trải nghiệm game. Mình cũng sẽ nói một số cái linh tinh nên anh em xem thì chịu khó nhé. Thì thôi, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Cái đoạn này thì nếu mà anh em nào xem phim đọc truyện thì cũng biết là cái đoạn trên tầm tật mới lại cũng hoặc quan ấy, quỷ mị là với bắt hồn thú 10 vạn năm A Ngân. Đấy. Nói chung là mấy cái bộ đôi này thì đánh đã gọi hội xong tí thua bét nhè xong lại về mách bố chán lắm. Mình chắc là mình sẽ chơi nhanh, mình sẽ skip một số cái cutscene không để skip được thì bắt buộc phải xem thôi. Thế còn cái ông thiên tàn tật này thì nó tí nó oánh thành thiên tàn tật. Skip nó nhanh. Mình thứ nhất là mình cũng đọc truyện xem phim rồi. Nên không hứng thú lắm. Nào. Nào. Cháy đơn giản. Đấy ạ. Thật ra thì trước mình cũng có chơi một chút, cũng chơi mấy ngày đầu nhưng mà nó một phần do bận, phần thứ hai là do lúc đấy nó chưa tối ưu lắm. Bây giờ về server Việt thì thứ nhất là ngôn ngữ Việt này, xong rồi có thể nó sẽ tối ưu thì không không chắc, nhưng mà nó sẽ được cái là ping FPS nó sẽ không ở mức cao quá. Máy mình cũng không phải là dạng máy khỏe gì cả. Nói chung mình cũng có tìm hiểu nhưng mà không không phải là dạng chơi rồi nên không nhiều kinh nghiệm. Nói chung mình chắc vừa chơi vừa tìm hiểu thôi. Mình dạng kén game, đâm ra là nếu con này mà nó hay thì mình sẽ chơi lâu, còn nếu mà nó không hay hoặc là những cái yếu tố ngoại bên ngoài, ví dụ như kiểu do server hay là do gì 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 đấy thì chắc là sẽ bỏ sớm. Nói chung là tùy, tại vì mỗi người thì có nhu cầu game khác nhau. Nhận thưởng các cái coin. Các bạn này tutorial đâm ra là không ấn gì được. Thôi. Cứ chơi như bình thường. Đoạn này là gặp tiểu dú rồi. Xin chào, tao là Tiểu Vũ. Vũ trong còn nói hơi ngoài lề một chút thì con game này thôi thường đi, cho nó đỡ quay 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 đùa chứ. Ông quánh ông chạy thẳng ông đấm mặt nữa, ông ấy còn phải lắt léo những cái thứ làm màu tỏ ra ngầu thường chết rất là mỏng cu đèo. Nói chung mấy cái tutorial thì chắc là đánh cả anh em chơi ngày đầu thì chắc không khó lắm. Dạng game cũng setup kiểu để mình có thể qua. Đây rồi. Tiểu vũ đây rồi. Còn game này thì mình thấy nó giống phim hơn là giống truyện. Còn về truyện thì cá nhân mình thấy là truyện nó cũng có nhiều cái sạn, nhưng mà nó có nhiều cái nó phân tích nó kỹ hơn so với phim. Phim cá nhân mình thấy là từ đoạn đi Hải Thần Đảo là nó rút nhiều, nó bắt đầu nó skip nhiều. Thấy bên
Studio thì họ bảo là do dịch bệnh nên đâm ra kinh phí và nhân lực họ không có. Nó bị tiểu Vũ nó sút mặt cái là thắng à? Vui nhỉ? Lâu lắm không chơi đâm ra cũng chả nhớ gì. Mình cũng có xem một số cái tips trick của những cái anh em chơi trước, đi trước. Thì anh em cũng bảo một số cái tips trick khá là hay. Thôi, mày muốn néo vừa thôi. Tí. Không, tí tí đổi mã sau. Nó cứ phải oánh cho. Cứ oánh thắng trước đã, mỗi người được một em. Mai sẽ mở. Ấy con cờ ngó lại sút mặt nó à, em này em chưa hồn hoàn đâm ra vẫn đấm dây rồi chói em bằng cà vạt dắt thẳng lên Đà Lạt đấy. Anh em chịu khó tí nhé, nói chung quanh khu nhà mình cũng hơi ổn. Này cái gì? Nói chung mấy cái này tí mình đọc sau vậy. Nói chung là app này mình chắc là chỉ chơi trải nghiệm cho anh em thôi, còn lại có chơi tiếp hay không thì cũng chưa biết được, nhưng mà nếu mà đã chơi thì mình sẽ reroll để kiếm những con tướng ngon ngon. Thấy nhiều anh em cũng bảo nên reroll kiếm một số tướng này kia, những con nó khả năng nó carry được đa dụng. Đánh chó to ngay con cờ hó này. Bảo sát bắt đoạn xuất này. Đá lật mẽo. Liệu khi nào thua à? Không. Đấm này không thua được. À, chính xác là chúng ta phải đánh những con nhỏ trước. Đánh những con nhỏ trước thì nó bớt đam, bớt linh tinh. Đoạn này chắc là trong loài nhật xâm lâm lấy cái hồn hoàn đầu tiên. Cái gì nhỉ? À, mạn đà la xà đây, nó viết to tướng này. Nói chung lâu lắm mình cũng không kiếm mấy, tại vì theo cá nhân mình thì mình thấy là ở đấy lại quên mất không đánh mấy con nhỏ, chơi là phải oánh nhỏ cứ cấu sợ, đúng ra là phải giết con này mới có quấn quanh. Mà thôi không sao, cứ cấu cũng có phim cũng có game cho mình chơi, còn nó mà thật thì gặp rắn chạy rẽ cứt. Con cờ hó này tao nhịn mày lâu lắm rồi. Ui rồi Katsuobia, Katsuobia này nói chung là mỗi người một cách nhìn. Mình thì cá nhân mình thấy là cái phần đi Hải Thần Đảo nó bắt đầu thấy nó chán ấy. Xem nó không không hay lắm. Còn anh em
anh em mà thấy hay thì anh em cứ xem, cá nhân mình cứ thấy không hay đó. Nói chung nhiều bộ hoạt hình 3D Trung Quốc mình cũng xem khá nhiều. Nói chung nếu mà bảo những bộ chưa xem thì ít lắm. Toàn là những bộ xem rồi. Thì nếu mà hơi ngoài là tí nhá. Nếu mà phim hoạt hình 3D Trung Quốc mà mình cảm thấy hay nhất thì chắc vẫn là Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân hay nhất. Còn Đấu La Đại Lục thì cũng hay, nhưng mà hay mình thấy đến cái đoạn mà đánh nhau ở Hoàng Cung ấy, đấy thì hay. Còn lại sau bắt đầu là từ lần phần đi Hải Thần Đảo rồi chán rồi. Tại mình cũng có đọc truyện tham gia, mình thấy là nó phần đấy bắt đầu nó skip nhiều, rút nhiều, nó không còn nó không gọi là phác họa được hết cái hay của truyện. Nói chung là phim một khi đã lên phim thì nó đa phần nó đều cải biên đi nhiều thôi, cái đấy không tránh được, nhưng mà bù lại nhiều cái cải biên của nó cũng hay, nhiều cái cải biên của nó cũng cũng mình thấy cũng khá hay. Như như từ từ nhé, xem cái này có cái gì. À, nhận nhận ngay, ngu gì không nhận. Như cái đoạn, như một số cái đoạn mình thấy là nó hợp lý này, trong chuyện là làm là bất hợp lý. Ví dụ nhé, là như cái đoạn gặp Hải Mã Đấu La, ông chỉ nói là mỗi người một phương, xong rồi mỗi mỗi người một phương đấy, thế là cũng nói thế là cũng Hải Mã Đấu La không tin, tin người đéo chịu được. Như trong phim mà nó cái đoạn đấy nó có cái Hãn Hải Càn Khôn Cháo là nó bùng lên cái thì nghe nó hợp lý hơn nhiều. Nói chung là nếu mà bảo sạn thì có phần 1, nhưng mà mình thấy phần 1 nó ít sạn. Sau phần 2 mình thấy lắm sạn lắm. Phần 2 mình thấy chỉ là cái đoạn đầu. Đoạn đầu sau bắt đầu lan man này kia chán lắm. Nói chung anh em mỗi người cảm nhận thôi, mình thì mình cảm thấy nó không hay nữa. Còn anh em thấy hay, anh em hoặc là anh em chưa chưa xem truyện, à chưa hoặc đọc truyện thì anh em nó là trải nghiệm đầu. Nhưng bây giờ mình cá nhân mình nhé, mình cũng không đọc truyện nữa, tại mình đọc truyện sau rồi ra phim xem phim nhiều khi nó bị mất cái mất mất cái gọi là cái cảm giác ban đầu, nó kiểu như bị spoiler ấy. Ấy à, thằng này là cái gì nhỉ, cái gì trong trong học viện Lôi Đình, ngoánh và xét dầm trời lâu lắm mình không không nhớ lắm. Ấy à, xong rồi ngòm em tiểu vũ rồi. Ở đây thằng này thì mình nhớ nhưng mà lại quên tên mất rồi. Thằng này cái gì à, cái gì Thái nhỉ, lâu dần quên hết không nhớ gì. Mày này ị mồm ngay, đâm ba thằng cường công trói lại đấm cho như con. Thái Thản là thằng ông, Thái Nặc là bố ấy. Còn gì? À Thái Long, quên mất. Lâu không chơi, à không xem đâm ra là chả nhớ thanh niên sĩ gái bị oánh bầm dập. Nói chung là xem mình cảm thấy xem nó khá khá là bám sát nguyên tắc. Từ lúc đầu cho đến cái đoạn mà đánh nhau hoàng cung khá bám sát, dĩ nhiên nó có skip, nó có rút, nó có thay đổi này kia, nhưng mà mình thấy nó hợp lý. Sau là bắt đầu nó bất hợp lý, nó cắt nhiều quá, như nhiều nhân vật là cảm thấy là nó à quên mất phải đấm con sắp quất đấm nó mày.
con support này. Ấy à. Chó ăn lại, không cho nó nhúc nhích. Để tội. Cái chiêu này là gì? À, phóng thính như đà lôi. Nói cách ngắn gọn là oanh rắm. Cá nhân mình thấy là làm bản này là tối khá tốt. Bản trước mình chơi là cái này mình chưa chỉnh đồ họa đâu nhá. Đồ họa chắc là vẫn ở mức trung bình ấy. Còn nếu mà cá nhân mình chơi ấy, thì mình sẽ để đồ họa thấp nhất. Còn anh em nào máy khỏe này kia thì hoặc là PC anh em có thể đẩy lên đồ họa cao để anh em trải nghiệm nó tốt hơn. Còn mình chắc là mình sẽ để đồ họa ở mức thấp thôi. Để nó tránh hao pin tại vì mình sử dụng điện thoại chính. Nói chung mấy cái dòng game AFK này kia thì về cơ chế thì nó không 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 khác nhau lắm. Vẫn là bạn phải farm cái này cái kia để bạn có thể tăng tăng cái bậc ấy. Nhưng nó không không khó lắm. Nói chung anh em nào mà chơi nhiều game dòng này thì cũng không không lạ mấy. Mấy con game kiểu như này mình phải hay phải tích tài nguyên. Dĩ nhiên lúc đầu sẽ phải roll thôi. Không roll thì không có cái gì mà chạy ải chạy map lung tung này kia cả. Nhưng mà đừng đi chói con đấy. À ơi phát thối choáng hết với nhau sợ thật. Nhìn nhìn cái con la tam pháo lại nhớ nhớ cả võ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long. Quả bánh rắm phát xét. Thôi biết rồi. Thôi khổ lắm. Tôi chạy đi. Chạy map nó lẹ. Từ từ có chấm đỏ, có chấm đỏ miễn phí nhận ngay, ngu gì cũng nhận nhận hết. Nói thế này thì nhiều khi nhiều anh em thì chắc là sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng mà cá nhân mình nhé thì mình đã tìm hiểu và cũng đã có chơi thử cái game này thì mình thấy là game này ở mức hay về gameplay đồ họa này kia, còn chưa kể là anh em nào mà gọi là đam mê chuyện phim ấy, thì anh em lại còn thích nữa. Còn cái mình lo ngại nhất ấy, thì nó là do nhà phát hành, tại vì nói thì nhiều khi lại bảo là ông người Việt ông không ủng hộ hàng Việt, nhưng mà thật ra ấy, là nhà phát hành Việt Nam là nói chung là không nói nhào nhỉ, không bền. Nếu anh em mà có chơi nhiều game của nhà phát hành Việt Nam mua về thì thấy là nó gọi là ngỏm rất là sớm, mà nhất là những cái bản nào mà ví dụ như mua về nhé, mua về sau bắt đầu là bên nhà sản xuất này kia họ không làm tiếp nữa, bắt đầu về Việt Nam là rất là chơi vơi, họ không có ý tưởng nhiều để sáng tạo này kia. Dĩ nhiên là nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ họ mua game về họ phát hành thì họ cũng cần doanh thu, không có doanh thu thì lấy tiền đâu duy trì server, lấy tiền đâu nuôi nhân viên, lấy tiền đâu trả tiền mua bản quyền này kia, đúng không? Nói chung nói đi cũng phải nói lại, làm game thì chả ai làm vì vui, làm người ta cũng vì lợi nhuận thôi. Thế nhưng mà lợi nhuận nó ở mức nào? Ví dụ như bây giờ
Mình thấy là cái mô típ của game Việt là spam, spam server xong rồi kích nạp này kia. Còn chưa kể nhé, một cái điều mình cực kỳ ghét đấy là cài người vào kick top. Không biết anh em nào có bị không, nhưng mà mình ghét nhất là cài người vào kick top. Nói chung game Việt thì không tránh được, nên mình cá nhân mình là mình gọi là sau nhiều lần là mình mất thiện cảm game Việt. Nên như bây giờ mình là dạng kén game nhé, nhưng mình cũng hiếm khi mình chơi game Việt, toàn là chơi mấy cái dòng game gọi của nước ngoài, chơi đúng của nhà sản xuất luôn. Là dĩ nhiên là mình cũng không phải là bạ game nào cũng chơi, nhiều game mình chơi xong mình cảm thấy nó hợp với mình. Một là gameplay đồ họa, cái thứ hai nữa là hợp thời gian nó phù hợp mình có thể chơi, mình sẽ chơi lâu dài. Còn nếu mà nó không phù hợp chẳng hạn thì hay thì mình cũng đành phải drop, nhưng dĩ nhiên mình sẽ không đánh giá tiêu cực cái game đấy. Anh em chịu khó tí nhé, nó hơi ồn. Chung là nhà mình ở khu nó đắc địa lắm, giữa ngõ, nhà 8 cái ngoặt, nên mọi người đi đi lại lại này kia là không tránh khỏi được. Tiểu vú thì em chạy cái dáng chạy nó vui thế, nhưng mà không có nút ngồi. Ngồi đi, ngồi từ 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 để mình nghiên cứu xem có nút ngồi không. Kìa, ngồi đi, ngồi game làm như cứt không có nút ngồi, không nút ngồi là dở. Đó, có tự động rồi, anh tự động rồi nhàn. Nói chung mấy cái tutorial của mình chắc mình không thua luôn, thua được thì nó lại dở quá. Mình dám lún đầu luôn. Cái bạo đa bạo sát ba đoạn xuất này thì chỉ nhớ cái đợt mà xem cái thằng gì nhỉ? Cái thằng gì có cái vũ hồn hắc ảnh trong chảo đấy, quên quên mất tên rồi. Bảo vũ bố ba biến thái đấy là buồn cười. Đó kìa mày, biết tổng cái trò chúng mày rồi. Con tó này giết nó trước, không có để nó đẻ trứng. Con võng này phải khóa lại, không cho nó đẻ trứng tiếp. Con gì cái gì, thôi đánh giặc cứ phải đánh tướng trước. Máu là mày dở rồi. Xem mày búp được bao nhiêu. Búp đi, nữa đi. Búp này, búp đi tao xem. Búp này, chung anh em mà có thời gian anh em thích trải nghiệm cốt truyện thì anh em trải nghiệm. Mình thì từ xưa đến nay là toàn skip thôi. Nói chung đối với mình cái cốt truyện là một cái gì đấy nó xa xỉ lắm. À đây rồi, Gacha Simulator. Gì đấy? Trận mồ sư à? À. À, chị đại cho em cái gì đây? Con này là cái gì nhỉ, mình lại quên tên rồi. Nói chung anh em thông cảm, dở nó
có tuổi. Phúc lợi nhận ngay, đặt tên. Một cái tên mà nó gắn liền mình từ rất lâu rồi. Không chơi game nào thế. Ở kia không được đổi nội dung chứa phản cảm. Đùa, VN là phản cảm hả? Really? Trời ơi. Cho mày lên cho nó vui vẻ một tí. Hẹn ước. Cái này rất chắc như kiểu điểm danh. 2,5 vạn năm. Gọi bla bla bla. Này đi. Thôi, ta thử bày trận. Con này cái gì nhỉ? Mình quên quên mất tên rồi. Con này thì nhớ là cái đợt đấu hồn đại tái là nó có. Bình tĩnh, chưa đủ chưa đủ. Nói chung mình sẽ cố gắng chơi cái lúc mà gacha được, làm phát nó đời nó oi khói, làm phát anh em nể anh em lại khinh. Đấy Mộc Bạch trong chuyện thì nó dịch, nó dịch với lại một số cái game nó dịch là đái Mộc Bạch, thề đái ỉa nghe nó không hay cái gì cả. Đới đi làm sao thì có thể cố chấp cái tên nguyên thủy nó làm gì. Nói chung là mình thấy là trong trong phim ấy là mình thấy là cái nó tạo hình mấy tính cách nhân vật của đứa Mộc Bạch là còn đỡ ấy. Chứ còn đúng ra như là cái đúng ra cái trong chuyện nên là đối Mộc Bạch là dạng kiểu công tử bột kiêu chảnh chó. Ở lúc đầu nó khinh Đường Tam với lại đại sư ra mặt khinh như mẻ. À đúng rồi, bây giờ nhớ tên con này Giáng Châu. Trời ơi, em Giáng Châu mút mình toàn quên. Nói chung là lâu rồi không xem nên là không không nhớ rồi. Phim thì được cái là mình thấy nó làm khá là đẹp, tạo hình nhân vật nhất là nhân vật nữ. Còn chuyện thì cá nhân mình thấy là chuyện thì nó thiên về kiểu là mình đọc xong rồi mình tự tưởng tượng ra thì nó tốt hơn.
Đợt đấy mình cũng đọc truyện, thật ra không hẳn là đọc truyện mà là nghe truyện. Còn anh em nào mà muốn muốn nghe thì có thể là qua cái kênh gì FTG Channel đấy. Mình thì mình không không không, không thuộc bên đấy, mình cũng kia, nhưng mà mình thấy là bạn ấy giọng đọc cũng được, nghe nó cũng không khó nghe lắm. Anh em nào mà muốn biết thêm về chuyện chung thì có thể là đấy. Nhiều anh em mà không muốn bị spoil sẽ biết này thì có thể là thôi. Ngu gì không nhận. Chúng mình thì mình cũng chả chả ngại là PR cái kênh này kênh kia lắm. Mình cũng chỉ là dạng làm cho vui. Nên ví dụ như game này nó mà nó không ra cái gì thì mình vẫn nói. Mình cũng chả phải là nhận tiền nó có PR gì không phải. Chỉ người chơi bình thường, gamer bình thường thôi. Nói chung cho đến lúc này thì mình thấy là khá là ổn. Còn giai đoạn sau thì chưa biết được. Nhưng mà Fantap này thì nó dở một cái là nó có truyền thống là quản lý server rất là kém. Từ nhiều con game trước rồi, là quản lý server khá là kém. Đẻ nhiều server ra xong rồi cuối cùng là không lo được. Anh em gamer toàn kêu oai oái. Nếu mà tính tất cả những cái bản đấu game mà gọi là ăn theo phim truyện ấy, thì mình thấy là có tầm 5 game sao, tầm 5 game rồi mày. Thứ nhất con Phantap ha, à, màn hình dọc nhé, con đấy là cứt nhất rồi. Nói chung ai mà thích chơi thì không biết, nhưng mà cá nhân mình thấy nó rất là cứt đấy. Xong tiếp đến một con màn một con màn ngang, con đấy chắc là nhiều anh em cũng cũng có chơi rồi, nó dạng giống như kiểu mấy cái ba quy lung tung rồi kia. Tiếp đến là một con dạng MMO RPG. Nói chung mình cũng không 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 kia lắm. Đúng nhỉ, đúng đúng rồi, một con MMO RPG. Nhưng mà nó theo dạng nó giống như mấy game khác rồi, chứ nó không không nó giống giống game này. Mình lấy một cái ví dụ ấy, cho anh em dễ hiểu. Nếu anh em chơi có mấy những cái trò, mấy cái như cái hợp thêu ấy. Đấy, nó giống giống như mấy con đấy. Còn một con nữa là con cũng đấu la, nhưng mà nó lại theo kiểu đánh turn bay màn ngang. Theo kiểu đánh thân bay màn ngang chứ không phải là kia. Ui tốn thế. Khoan 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 khoan. Đấy, một con dạng thân bay màn ngang thì nói chung mình thấy con đấy cũng không hay lắm. LP22 được mở kìa.
nhận tí quà cho nó vui. RV22 có được. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Năm hồn sư ra trận. Cái này là kiểu này phải quay thêm một nhát nữa. Thôi, không cần múa nữa. Bỏ qua đi. Đỡ lòng nhỉ. Thằng nào nhỉ? Lạ vậy ta. Phong linh điểm à, học viện thần phong không nhớ lắm, không tí gọi là ấn tượng nào với mấy cái thằng này. À đây rồi, mày đợi đấy, tao đến đây. Hồn thánh triệu vô cực, một trong những chúa hề của phim. Nhưng mà kể ra lúc đầu nó phim nó làm kiểu tranh nhiều ấy. Bọn này mới có hai mấy 30 mà choảng nhau hồn thánh. Cái lúc đấy nó nói ý kiểu hồn thánh là dạng là một mình dự địch lại vạn quân, không vạn quân thì quá nhưng cũng địch lại ngàn quân đấy, mà quay ra bị mấy thằng trẻ con nó đấm như con húp cả mặt. Đúng là gặp mấy cái thằng bên chính nó chuyên bút bẩn khó. Thanh niên bút bẩn chung cái này thì không không có gì nhiều lắm, nó toàn là tutorial nó cho mình chơi qua qua thôi để nó hợp với lại cái cốt truyện. Đây rồi, mày bị trọng thương rồi thì làm gì có cửa với anh. Mày lại lại sử đấm nó. Ui ném ném cái thoát mặt. Ui đấm bay như chim ấy. Ui ôi đại sư quánh không ăn thua này. Búp 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 đá cái nữa coi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao? Con thở là con oánh. Mày này. Ớ kìa. Giờ chói nó thì nó không bị làm sao, nhưng trong khi đấy tôi thì choáng lên choáng xuống. Ngủ được người. Ui xong pha này bay màu. Để nó còn chấm máu xong phải làm tự chết luôn. Cố lên các em ơi,
cố đấy rồi ông đánh tutorial mà cảm giác như kiểu đánh bot sau này vậy. Game này có một đống cốt nhưng mà chắc mình chưa ăn vội. Cái này chắc cứ phải từ từ. Em chờ tí nhé. Để xong xuôi. Ấy, nhâm 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 nhâm. Tình hình nó bắt đầu quái, nó cũng khỏe rồi. Mình mà không up lên thì mình gặp nó vả như con. Không linh điểu. Nghe tên rõ kêu hết rồi. Ấn nhầm cái này chứ nhỉ? Cài đặt thông báo thiết lập trung cao cực cao. Really? Là cực cao hay là cực tốc thì nó kia. Từ từ để mình thử. À, cái này là giảm đồ họa thấp nhất này. Nhìn nó hơi xấu tí. Nhưng mà nó cũng như cứt đấy. Liên tục thường đi, thường thì màu mè đậm đà hơn chút, trung bình là chế độ như này, mình cứ để cực cao thôi. Nói chung là nó nét hơn chút thôi, mình thấy nó cũng không cái mấy. Trong PP PVE này kia thì chắc được. Thế là thường khá ổn. Nó nhìn trông giống hơi giống Phi Phi tí cũng được, không có lỗi. Đợi để kiếm tí vé roll thử phát xem cuộc đời có lên hương không mà hơi lâu. Tình cũng hồn chung không có gì đặc biệt lắm. Nguy hiểm tiếp, sợ gì biết, sợ đi nước sôi không anh cũng lắm thua thôi. Được, chiến này cửa hay 33.000 mấy ấy. Từ từ, hình như cái này mình có mảnh như vậy đấy, có tăng sao mà tăng tí đi cho nó đời nó khói, sao phải tiết kiệm làm gì nhỉ.
bồi dưỡng, à, bồi dưỡng vẫn giữ rồi, được hết nhỉ. Anh em đợi mình tí nhé, để cho nó ổn định, tí đấm nhau cho nó đinh lực. Cấn nhập nói chung mấy cái này chắc là sau này mình tách ra cũng được mà, giờ cứ cộng đi cho nó khỏe tí. Thôi bồi khỏe thì mới quánh được, không yếu ra quá đấm lên bờ xuống ruộng đấy. Thằng gà béo này, anh đến với mày đây. Nói chung mình thấy là cái nhân vật Mã Hồng Tuấn là khá sát với nguyên tắc cốt truyện phim ấy. Mình đang nói cái vấn đề phim nó tạo hình tính cách này kia khá bám sát với cốt truyện, không kiểu khác như một số nhân vật cứ một bạch kìa. Xong rồi nhất là những cái nhân vật ở đoạn đi hải trần đảo là mình thấy bị rút nhiều, cắt nhiều. Một số nhân vật thì nó cũng vốn nó cũng không có nhiều đất diễn, nhưng một số nhân vật mình thấy là nó có tính cách này kia cụ thể, như như cái thằng gì mà thầy thuốc nhưng mà không hồn lực ấy, mà có cái vũ hồn kim đấy. Mình thấy thằng ấy nó cũng được nhưng mà hơi bị cắt cắt một số đoạn. Mẹ tính cách của nó bị kiểu bị thay đổi một chút đấy. Chứ mình thấy trong tính cách của nó trong truyện thì hay hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là làm như thế nó cũng sẽ dài hơn chút. Thời lượng nó cũng sẽ dài hơn. Kiểu thằng đấy là nó dạng lương thiện, nó chỉ muốn cứu người, nó còn lại nó không quan tâm cái vấn đề là ông là ai này kia. Chưa ôi mới vào nó đã ị phát mất 1/3 rồi. Ui thằng béo ơi, ghê gớm quá. Ôi, thôi lại sư quảng chó rồi. Mày mày béo này, béo này béo. Ôi giời ơi, xong. Ui thôi. Dumamu Anitbogen. Mày, tao không đánh được mày. Đâu rồi, mày con búp rồi. Cứ đấm mấy con này trước á, tránh để nó gây phiền nhiễu. Đấy ấp kìa, mày ngậm mồm lại. Bùa nó còn cháy. Hùi. Rồi, chết luôn. Chết luôn. Mày này. Hả? À? Thật là đùa vậy. Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Thằng béo này nó không ngố tí nào cả. Nó bánh kinh quá.
Trời ơi, chả nhớ lại luôn bằng kim cương gì nó lại lãng phí quá. À, chắc là mình cũng sẽ tìm hiểu một chút về cái vấn đề là nạp. Sao phúc lợi nạp đầu chúng ta sẽ có cái gì? Nạp đầu sẽ có Ninh Phong Chí 4 sao, cung một chút vàng, hồn hoàn hệ khống chế của ngày 1. Ngày 2 sẽ là hồn hoàn run room. Cái này chắc là để áp cái gì đó. Thảo dược cũng để tăng cho bọn kia tư chất. Một chút vàng. Ngày thứ 3 sẽ được một hồn hoàn random 4.000 năm. Một cái viên này thì mình cũng chưa hiểu lắm. Chung là sau này chơi thì chúng ta sẽ hiểu thêm. Mình thì mình cũng có tìm hiểu nhưng mình không cũng chưa tìm hiểu hết. Số thần bí tuần lần sẽ có cái này, chung cứ từ từ. Số nạp mua đồ cái này hạn mua mỗi tuần. Cái này tính theo điểm nhé, cái này tính theo điểm để tính bạn. Chắc là qua vấn đề là mỗi ngày các bạn chơi, các bạn kiểu tương tác với nhau thì nó sẽ được. Mua cái này đi cho nó vui. Cái này chắc là tiền. Thấy xúc xích này chắc là thể lực thôi. Cụ thể không phải thể lực à? À, cái này trong cái phần của con áo tự tạc tăng chỉ số. Thẻ tháng có hai loại, loại một thì 69.000 mua phát được 300 kim cương, mỗi ngày nhận được 600 và 60 và kim cương và 60 thể lực, duy trì 31 ngày. Loại 2 thì cao cấp hơn chút, chúng ta sẽ mất 150.000, mua phát nhận ngay được 680, mỗi ngày được 200. Mà kia chúng mình thấy là thẻ tháng này cũng không đắt, chắc anh em nào cũng mà có điều kiện thì nạp mua cũng được. Mình thì mình không không mình thì nói thật là mình cũng không chắc mình đã chơi game này lâu, nên mình chỉ chơi gọi là trải nghiệm. Cái này là 7 ngày tặng mỗi ngày thử nghiệm 3. À, cái này chắc là dành cho mấy anh em nào muốn đua top, mình chơi này kia chat hát đập nhiều tiền đấy. Cái này dạng vé quay nhưng mà mình thấy giá hơi chát, bù lại thì nó sẽ được nhiều. Nhưng mình thấy là không 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 phải là dạng ngon lắm. Mình thấy cái thẻ tháng này thì nó cứ nhả đều đều đều, mình thấy là ok. Cái này thì nó hơi chát. Thử nghiệm 3 ngày mất 180, chung quy là một ngày mất 60. 60 cho 15 vé cũng chắc vẫn như ý kiến ban đầu là cái này chắc chỉ dành cho mấy anh em nào mà có điều kiện đồ tốt rồi. Số kim cương mình có xem mấy bạn ấy nói là kim cương nên để mua cái này, mua cái này thì nó tối ưu hóa hơn. Gọi là hết rồi, không biết là mình kiểu do mình ở về thấp này kia mình không được nhìn được nhiều gói ngon hay không, nhưng mà thì đấy loanh quanh mấy gói ấy. Trợ cấp thức tỉnh à, là cái gói này. Thích Facebook cẩm ba chạm cẩm nang mấy cái này cái gì? À, cái này dạng kiểu hướng dẫn cơ bản.
Này, Facebook thì chúng ta không nói à. Mình hiện tại đang bế tắc đấy. Chả có nhẽ lại quất phát cho đời nó hơi khoái. Cái này thì mình không đi được. Đi được thì đỡ phải mất cái kim cương. Khó nghĩ thế nhỉ. Nói chung là nếu mà nạp thì cái này chắc là nạp đầu thì lại 2.000 rồi. Hay nếu mà ví dụ có nạp mình sẽ nạp đầu. Thì thấy nhiều bạn bạn cũng bảo là phải nạp đầu thì mới mở khóa cái tính năng này kia lên VIP sau này. Nói chung là mình nghĩ 2.000 nó không phải là con số quá lớn. Nếu mà bạn tính ra thì nó cũng chỉ là một cốc cà phê, một gọi là một suất cơm, mà nói chung không biết địa phương anh em nào chứ như cá nhân mình là sống ở Hải Phòng là cơm bụi ấy, là bây giờ cũng tầm 3.000 là dạng mặt hạn rồi, còn thấp hơn thì nói chung là khó lắm. Có thể là vùng gọi là kia thì mình không biết, mình ở đoạn trung tâm giá nó rơi tầm 3.000 là suất gọi là mặt hạn rồi, còn không nếu ăn anh em ăn đầy đủ khi phải 40.000, nhất là bây giờ là đang chiến sự liên miên này kia, bật giá nó cũng leo thang. Ai, nói chung mình khá bế tắc rồi đấy. Ây da, mua cái vé tốn 188. Từ 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 từ, suy ngẫm về cuộc đời. Cái này từ nhận lại 30 điểm vinh dự đồng môn, có thể lên chức tinh anh. Mỗi khi nạp 5.000 sẽ được nhận 10 điểm, cái dạng như của cấp VIP nhỉ. Ấy chà chà, từ từ mình xem một số cái linh tinh á, xem là VIP vùng nó hiện đâu. Trước mình chơi mình cũng chưa có qua nên là mình cũng không biết nhiều. Ở đây xem mấy cái phần đãi ngộ của môn đồ, đãi ngộ chức vụ bỏ qua tính năng cần quét con đường đấu la, có ngày mua hai thể lực. Tiếp theo sẽ đãi ngộ tinh anh bao gồm đãi ngộ môn đồ. Thế là đãi ngộ của cái trước cũng mở khóa dùng số đúc nhận ví dụ đồng môn. Nói chung mấy cái này thì nó cũng như các game khác thôi, là các bạn nếu mà nạp VIP càng cao thì các bạn sẽ được càng nhiều lợi ích, không có gì khác biệt lắm. Và khi các bạn nạp rất là nhiều, các bạn sẽ được một con sâu gióm cực hạn mặc lục tràng. Cái này là hồn kỹ thứ sáu, mình nhớ là hồn kỹ thứ sáu của thứ sáu thứ thứ tám của áo thứ bội quá đi. Hay chúng ta sẽ run theo kiểu là run từng cái một. Nói chung cái khâu gacha mình khá là thích. Nói chung app là nếu mà ví dụ nó sida quá thì mình sẽ làm app mới. Quay rồi cứ làm cái cho anh em xem nó đỡ buồn. Con này thì băng nhỉ. Rồi, xanh lét, không có được tím luôn. Hey. Vừa mình luôn hai à, thằng chó. Mình quên mất tên rồi. Nhưng mà thấy nhiều anh em cũng dùng dùng con này như kiểu nó thay một con búp rồi. Chia sẻ để nhận một vé. Đùa. Ông ấy lên đây mà. Thôi, ăn xì rồi.
Ây da, bực bội quá đi. Trời ơi, nó bẫy mình. Nói chung con này thì nó một phần là đồ họa, phần thứ hai nữa là cái độ sáng này mình cũng đang hỏi mấy anh em chơi lâu này kia xem có cách nào để chỉnh độ sáng nó không bị sáng quá không, cho tiết kiệm pin. Cái này nó có cái bảo hiểm. Thế mình cũng thấy mấy anh em cũng bảo là ý cái bảo hiểm. Bảo hiểm là mình run 16 lần sẽ chắc chắn được một con SSR. Nói chung bây giờ game gacha mà nó không không có tính năng bảo hiểm thì cũng kể ra cũng nhiều anh em cũng không mặn mà lắm. Rồi cái này là ông gì nhỉ? À, ngưu cao. Lâu rồi chả nhớ ông nào. Cái này thì mình biết, Bạch Trầm Hương. Chung con này thì mình thấy là một con búp chắc là quốc dân. Rồi, hết rồi. Ây da. Điểm may mắn bạn sẽ được một con này kia. Để mình đọc qua. Ừ. Điểm may mắn sẽ được R. Điểm càng cao càng được. Nói chung là lúc đầu roll thì chắc nó cũng không không được mấy đâu. Từ từ mình update lên phát đấm nhau thằng béo cái cho nó oi khói. Con hĩ này, con này cũng được này, con này chắc là nâng tạm lên để băm nhau chúng nó. Dùng đi. Chung không dùng thì lúc đầu thì chắc là khó mà đi map được. Theo là con gì nhỉ? Trầm Hương. Nhầm nhầm nhầm. Bực bội ghê. Cường công khống chế. Đấy. Trung sinh. Mất luôn. Thay đổi. Cái này chắc là mình sẽ thay đổi hồn hoàn nhanh.
số cái cũng cũng chưa biết, chắc là nói chung cũng phải phá nhiều thì mới sau này chơi nó mới mượt được. À, chờ chờ sao con này chắc là cần thiết sau này nó lên không không thiệt. Của chúng ta sẽ có những con như sau. Đọc một chút đấy. Bạch trầm hương đầy 200 toàn ta tấn công, chỉ trong một hiệp hay chắc nộ hay là kỹ năng bị động. Khi bắt đầu trận, toàn thể ta thanh minh hành động đẩy. Là sao ta? Chưa hiểu lắm. Con này khi bắt đầu sáng sơ hồi cho một đội có lượng máu thấp nhất bằng 132% công của giáo trông. Cái này chắc là tới 7 trận, 7 binh bố trận đấm, không thể như thế được. Ta cứ thử nghiệm đội hình có đam mà đi. À, nhắn tin cứ tinh tinh ấy nhỉ. À, thằng béo ngu rồi. Nhất quyết là đấm chết thằng béo ngu rồi. Lần này mà được thì chúng ta cũng nghỉ. Mà không được thì chúng ta cũng nghỉ. Video cũng đến đây cũng dài. Rồi, bình tĩnh. Đấm chết mấy con này. Uấy. Uấy. Mày này. Sát bắt đoạn xuất. Mày hồi sinh đi, mày hồi sinh đi, mày hồi sinh tao xem, mày hồi sinh tao xem. Ừ, đấm chết thằng béo rồi, thằng béo có đấm đau lắm. Video đến đây cũng dài thì tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em vào những video sau. Chúc anh em sức khỏe.